Alo, chào tất cả anh em ha. Hôm nay mình có mấy cái lốc cọp á, sẵn này quay video chia sẻ với anh em nha. Đây anh em, mình mới vệ sinh dầu nha anh em. Quay gần lên anh em coi nè. Không, anh em thấy rõ không? Lốc thì mình chỉ vệ sinh bằng dầu thôi nha anh em. Dầu rửa sạch như nè. Nói chung là ngồi mài tiếng hồ lỡ đẹp rồi anh em. Anh em mài tiếng mà không đẹp, anh em mài thêm 2 tiếng nữa là 2 tiếng là bao đẹp luôn nha anh em. Đó. Lốc này là 2.000 nha anh em. Đây. Này quay gần vô đây nè. AAB KFL-2 có cái nút dặn từ bên qua lăng qua nè là 2.000 nha anh em. 99 thì không có nha anh em. Cái lốc này lần đầu tiên trẻ luôn nè, quay anh em coi nè. Đó, lốc lần đầu tiên trẻ. Bao dân cỏ hết luôn nha anh em. Cái này mình bán 1.200.000 một cái nha anh em. Anh em nào xài thì cứ nhắn lên địa chỉ đi, ship đến nhà kiểm tra hàng trả tiền cho mình nha. Đó. Lốc này là nó luôn cái bơm luôn nha anh em. Luôn cái bơm. Nè, cái bơm của nó nè anh em. Đây nè, quay ra này cho anh em coi lốc nè. Lốc là một lần trẻ là con zin luôn anh em thấy rõ ràng ha. Đó. Semi đều là nói chung là còn ok hết, không bị tuôn găng, không có nói chung là chưa riềng răng gì hết á. Chưa semi gì hết á. Còn ok. Còn đây là cái bơm của nó nè anh em. Đây qua đây. Con này quay cho anh em coi nè. Đấy, cái bơm là bao đẹp nha anh em. Mình mở ra vệ sinh ha. Đó anh em thấy không? Bơm nè. Bơm là không gãy ăn gãy cốt gì đó. Nói chung là nguyên zin. Giờ mình gắn vô lại, mình tháo ra mình chỉ vệ sinh thôi nha anh em. Đó, đẩy vô rồi chỉ có siết vô thôi. Đơn giản thôi anh em. Đó, lốc. Lốc cộng bơm như hình nè anh em, 1.200.000. Đây mình siết vô đàng hoàng đó. Lốc này là bao anh em là dân cỏ là còn đẹp nha, tại vì này mình trẻ máy lần đầu tiên không anh em. Lốc này lốc nói chung là trẻ lần đầu tiên hết á. Lốc như vậy nè. Mình còn khoảng 20 cái nha anh em. 20 cái 1.200.000 một cái. Còn của phu chờ thì 1.100.000 với 9.500.000 một triệu nha. Có tùy theo cái đẹp xấu nha. Ở trong này mình còn mấy bộ đầu nè anh em. Đầu quay thái đờ 2.000. 99 2.000. Có cốt 1 nha anh em. Lòng này bao im nha. Cốt 1. Anh em nào xài thì mình sẽ để giá hữu nghị để anh em ha. Bộ này là bao đẹp nha anh em. Bộ này 2.700.000 một bộ nha. Đó. Còn đây là dên. Dên nhiều lắm anh em. Dên mình hiện tại bây giờ mình còn khoảng 10 mấy cây. Anh em cứ xài thì cứ kết bạn Zalo với màn hình có số điện thoại, kết bạn Zalo đi em, chụp hình chi tiết nó rõ hơn. Nha anh em. Anh em vô Zalo đó mà chụp hình chi tiết cho anh em xem, anh em tham khảo nó rõ hơn. Còn đây, ở đây em còn 3 cái sườn nha. Cái sườn đầu tiên đó anh em. Sườn là bao đẹp luôn nha anh em. Cái sườn đó em để anh em lại 2.000.000. Bao không một lũng, không gì nha anh em. Đồng hồ 6.500.000 cái anh em ơi. 6.500.000 cái. Cắt chân 2.500.000 cặp. Cái bô phu chờ có khách chốt rồi nha anh em. Này còn cái bô này nè anh em. Giới thiệu với anh em là cái bô quay thái 100. Đây. Bao đẹp. Quay thái 100. Đời 97 nha anh em, 97-98 đó. Bô cọp nha, cổ còn zin nha anh em. Đây em quay cổ cho anh em coi nè. Không, cổ còn 7 màu luôn rồi anh em hiểu à.
à, thích hợp cho anh em về anh em vô xe cọp nha. Đó. Ừ, cây bô này anh em nào xài mình để giá 2,2 triệu một cây nha anh em. Ờ, hôm nay xả đồ ra 2,2 triệu một cây. Cây này là về anh em về vô xe cọp ha. Em còn một bình phu trà mập. Mới trời mưa nó hơi tối, mình cho anh em quay cho nó sáng ha, anh em thêm xem tham khảo ha. Mã số của nó là Y26. Bình này là bao đẹp nha, từ trong ra ngoài nha anh em. Bình này họng xăng nó lớn hơn nha. Nè, họng xăng của nó tới 20-21 luôn nha anh em. 20 lẻ mấy là 21 á. Nói chung nó bằng cái bình đít gài đó anh em. À, trái ga này bao đẹp, để em mở trái ga cho anh em coi ha. Đây, trái ga đây anh em. Trái ga là mình bao anh em là không liếm ha, kim đốt nguyên zin. Nói chung mấy cái bình này mình bán á, là đồ chưa phục hồi nha anh em. À, bình xăng mà mình mà bán anh em là bao anh em là nguyên zin, chưa phục hồi. Mấy bình nào mà phục hồi rồi là em không bán nha anh em. Bình này là chưa mở đít luôn á nha anh em. Nhưng nghe em có vệ sinh em mở cái bình này, lúc trước em có review anh em là chưa mở đít. Em mở ra là em vệ sinh ở trong. Ở trong nó chỉ có dơ, mình mở ra mình vệ sinh không là góp hay là bắt ngốc lại rồi. Mà anh em đừng qua quan trọng mà mở đít hay không mở đít. Mở đít hay không mở đít không quan trọng. Quan trọng cái bình mà anh em mua về nó có chạy ngon hay không thôi, nó có hao xăng hay không thôi, là chỉ có vậy thôi nha. Đó, bình là bao đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Nguyên zin. Đó là em, cái bình này em bán anh em 1,1 triệu nha anh em, bao ship ha, cho anh em vui nha. Thích hợp cho anh em nào về đi bài 54 zin 12 ly trái 54 nha. Anh em mà mua bình đít gài nó mắc quá thì anh em mua bình này đi nè, nó chạy bao anh em chạy luôn. Tại bình này là mình đã có test rồi nha, 12 ly 54 mình đã test rồi. Đi bình này nó cũng lăn xe lắm nha anh em, mà nó đỡ hao xăng nữa ha. À, mình có test rồi mình mới giới thiệu cho anh em ha. Đây con quay xanh ngọc nè anh em. Đây bữa nay mình anh em thấy tôi bữa nay tôi rửa lại nhìn nó đẹp phải không. À, cặp bánh này là vô cái bánh này nè. À, bánh zin Gamushi ha. Thì vô nó. Xe nào anh em thấy cái nước bạc, sơn zin cái chân phuộc không? Cực kỳ đẹp nha. Xe này nguyên zin nha anh em, không lai gì á, đi từ xưa giờ mà càng thắng anh em thấy ghê không? Sáng dớ luôn nha anh em. Đó. Tem zin, sơn zin. Xe biển số thành phố đời 99 đầu TH-4 nha anh em. Máy này cực kỳ dữ luôn nha anh em. Máy là đầu nồi bích, đầu nồi chưa mở, máy im. Chung xe này là nguyên zin á, không lai món gì đó. Đây nè, rồi tiếp tục, lại tiếp tục. Bình phu trời neo. Đây có thêm một bình chung anh em chơi nè, giá hữu nghị nè. À, bình như hình. À, quay từ từ anh em coi nè. Nó có mã số H07 nha. Ờ, bình này mình muốn giao lưu với anh em là 850, bán xả luôn. Anh em về anh em gắn bình này là mình bao garanti anh em luôn nha. Cháy ga kim đốt nguyên zin nha, bao đẹp luôn nè. Anh em nhìn đây nè, không có liếm liếp gì á. Mấy cái bình phu này không có liếm đâu anh em. Cái ga kim đó cực kỳ đẹp. Đấy. Ở đây còn mấy cái bô zin nè. Cái ngày khúc mình nay nó trời mưa nó hơi tối nha anh em. Anh em thông cảm nha. Quay nó có hơi không rõ thì anh em thông cảm. Mình còn cái bô 1985. Cái bô zin mặt tiền trước cũng còn ok. Có hàng ở đây nha, có sao nói vậy nha. Cây này mình bán anh em 700 nha. Anh em nào xài thì gắn. Nói chung mà mình về gắn xe phổ thông. Còn anh em thích thì anh em về anh em đi bỏ DC là còn là đẹp rồi. Không, anh em về anh em hàng mấy này lại nè. Rồi anh em cà cho nó láng lại, anh em bỏ DC. Không, 700 cây bô này nha, nguyên zin nha anh em. Cây này đời 2000 nha.
đây 1985, để mình quay mặt trong anh em coi ha. Đây mặt trong đây, chung 700 anh em biết rồi đó, nặng lắm nha anh em. Bảy trăm bách bẩn, bách bẩn quay thái 110 nha anh em, bách này đẹp lắm nha. Ở đây mình còn một đường dây điện, đây đường dây điện sạc của Phu Chanel nha anh em, Phu Chanel GT ha, Phu Chanel GT 206 nha, bao đứt nối IC nữa nè. Đây đó, IC Phu Chanel GT luôn nha anh em. Cục IC này mình bán 450 nha, đường dây điện cộng cục sạc này nè, nè anh em thấy cục sạc không, với đường dây điện mình bán 350 nha. Cái đuôi đèn này nè, bữa nay bán xả anh em chơi nha, 150 ngàn nha anh em, về anh em gắn vô xe ha. Đây cái nữa nè, Phu Chờ 1 150 ngàn luôn anh em đó. Đó, bán xả mình nhập cái đồ khác về nha anh em, đừng nói mình bán phá giá anh em gì nha, đồ của mình mà phá giá anh em gì hết trơn á, thích muốn bán nhiều bán, bán lỗ cũng bán nữa, không nói thiệt mà. Xả nhiều quá, bữa nay xả nhiều quá, mấy bữa ngày mai nữa mình đồ về rất là nhiều nên xả bớt nha anh em, chứ không có chỗ để, xả bớt anh em. Đây phuộc đây anh em, 300 ngàn, 300 ngàn giống như phuộc ấy á, anh em về anh em gắn lên anh em chơi thôi, xe mà bèo á mình gắn giùm đi. Đây nguyên một đống nè, giò đạp nè anh em thấy rõ không, giò đạp cốt, giò đạp cần số, cần số này đẹp lắm nha anh em, 99 nè, nguyên zin, zin theo xe nha, có chữ V chữ T đó, zin theo xe, nước xi còn đẹp nha anh em. Đó quay chi tiết nè, anh em nào xài cần này mình để 250 ngàn nha. Đó, bữa nay bán giá nớ anh em xài này 2 ngàn. Cây này cây này 150 nha anh em, chung là 100 ngàn, 150 có đủ hết nha anh em. Đó, bách khóa, khóa yên, giò đạp 100 ngàn cây. Rồi vậy đi ha, rồi cảm ơn anh em nha đã xem video của mình nha, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn cái đĩa này anh em, đĩa 110 nè đó. Đó đĩa này 250 đi, đĩa còn giờ còn ok đó, anh em nào xài ở lô mình này, mấy cái đùm đùm sau tao mua hết trơn, còn đùm trước không anh em ơi, đùm sau còn cái mà đùm sau còn cái cặp đèn để chống nè, chặt quá, 100 ngàn anh em, cặp đèn như hình về gắn lên là xài thôi, 100 ngàn. Anh em thấy yếm hai tem không, yếm hai tem nó hai xịn miếng á anh em, 200 ngàn miếng. Rồi mình xin kết thúc video nha, cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình nha.